Thanh niên say rượu hổ báo, biết bố mày là ai không? Vâng, như vậy là chúng ta để ý đó chính là một thanh niên không đội mũ, vừa nghe điện thoại vừa lái xe lạng lách. Vâng. Rồi. Ô ô rồi rồi rồi. Đấy đấy, biết bố mày là ai không nhờ? Anh đang rất là hùng hổ rồi nhờ. Xuống xe rồi. Mình làm gì đây? Vâng, đi còn không vững nữa. Khả năng là thanh niên này đã say rượu rồi. Không rõ là như thế nào, nhưng mà theo bác tài thì anh đã không phản kháng gì và đã xử lý một cách rất là bình tĩnh trước sự công kích từ thanh niên say rượu. Đấy, chỉ mặt giờ rất là hùng hổ đúng không ạ? Và để cùng xem biển số xe của anh là bao nhiêu. Không biết cái này có đưa cho công an phạt nguội được không nhỉ? Tôi không nhìn rõ biển số xe bao nhiêu. Vâng. Rồi, không đội mũ, uống rượu, rồi lạng lách trên đường, rồi anh làm gì đây? Vâng, có lẽ anh vượt luôn cả đèn đỏ luôn. Đấy, vâng. Hy vọng rằng là cơ quan công an khi mà xem được video này, hãy xử phạt kịch khung để răn đe. Tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tô Tin Tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.